Bay. Tập 12. Quận chúa, chủ tử nhà tôi thật sự không có nhà đâu. Dung Cảnh, huynh ra đây cho ta. Quận chúa, ngươi lui xuống đi. Rõ. Tại sao mấy ngày không để ý tới ta, còn lừa ta nói huynh không có nhà? Hôm nay ta có việc. Ý gì đây? Muốn đuổi ta đi sao? Ta có nhiều công vụ cần làm, thật sự không có thời gian rảnh. Ta biết huynh luôn nghĩ một đằng nói một nẻo. Có phải huynh gặp chuyện phiền não không? Huynh có thể nói với muội, biết đâu muội có thể giúp huynh giải quyết. Dù không giải quyết được, ít nhất cũng có thể giúp huynh giải sầu. Quận chúa suốt ngày lãng phí thời gian, thật sự không có chuyện gì làm sao? Thật ra muội muốn tới hỏi huynh, nghe nói mai là thất tịch của thiên thánh, lúc đó sẽ có hội đèn lồng rất lớn, huynh có thể đưa muội đi xem không? Mai ta có việc rồi. Nếu quận chúa không cần chuyện gì khác, có thể về rồi. Đứng lại! Huynh uống nhầm thuốc sao? Mấy ngày liền bỏ mặt muội, còn cố ý tránh mặt. Giờ muội tìm tới đây rồi thì nói lời lạnh nhạt tổn thương muội, huynh có ý gì đây? Ta chỉ không muốn tiếp tục mất thêm thời gian của mình vào chuyện vô vị này nữa. Vô vị? Huynh thấy bên cạnh muội rất nhàm chán sao? Muội hiểu rồi. Giờ huynh thấy muội phiền phức chán rồi là ý này đúng không? Ta đã nói rõ. Quyền ca, tiễn khách. Quận chúa, không cần. Ta không cần ai phải đuổi, tự ta biết đi. Sao chủ tử làm vậy với quận chúa? Khiến quận chúa rất đau lòng. Chủ tử thế này, tôi cũng sẽ coi thường người đó. Tên đàn ông chết tiệt, dù ở thời đại nào chia tay cũng phải có lý do chứ. Cái gì mà thấy phiền, chán rồi. Đúng là không thể hiểu nổi. Bụng dạ hẹp hòi, không có chút phong độ. Lúc thì dịu dàng gần gũi, lúc thì lạnh nhạt như băng. Huynh nghĩ mình đang học đối mặt sao? Đàn ông như vậy có cho cũng không thèm. Không thèm, không thèm. Tiểu thư, cô về rồi. Sao hả? Đến ngươi cũng bắt đầu có chuyện giấu ta sao? Tôi... Tiểu thư, tôi chỉ là tôi thấy xấu hổ thôi. Đây là gì? Ngày mai là thất tịch mà. Nếu nam nữ tới với nhau, tức là ngầm thừa nhận tâm ý của nhau. Cũng có truyền thuyết nói, nếu cùng người mình thích treo dây đỏ lên cây, sẽ có thể bên nhau cả đời. Cho nên dây đỏ này là ngươi đặc biệt chuẩn bị cho Huyền ca sao? Trên đây theo gì vậy? Ngày mai người đi chơi thất tịch rất đông, vì để phân biệt với người khác, tôi theo nhánh cây liền vào nhau, muốn cùng huynh ấy treo nó lên. Huyền ca này đúng là có phúc, khiến Thái Liên nhà chúng ta tận tâm như vậy. Nếu Huyền ca đi, vậy chủ tử nhà hắn cũng đi rồi. Tài tử gia nhân ở toàn thiên thánh đều sẽ đi. Cảnh thái tử là tài tử lớn nhất thiên thánh, đương nhiên cũng sẽ đi giải câu đố. Tiểu thư, không phải vừa hợp ý cô sao? Hợp ý ta gì chứ, ta mới không thèm đi. Nguyệt Nhi, Tam điện hạ, sao khuya rồi huynh còn qua đây? Mai là thất tịch rồi, ta muốn mời muội cùng đi. Ta không hứng thú với lễ lần này, hơn nữa cũng không thích náo nhiệt. Náo nhiệt là phụ thôi, thất tịch sẽ thả tinh duyên đăng, thật sự rất đẹp. Trước đây chúng ta luôn đi cùng nhau, năm nay hiếm khi ta trở về, muốn đưa muội tới chỗ cũ chơi. Tinh duyên đăng, đúng. Ngày mai chúng ta đi thắp dây đỏ trước.
rồi tới Hồ Nguyệt Lượng thả Tinh Duyên Đăng, được không? Ta không phải nói muốn tạ ơn ta sao? Quà tạ ơn này không làm khó muội chứ? Có biết hôm nay ngày gì không? Ngày gì? Hôm nay là Thất Tịch. Liên quan gì tới chúng ta? Sao lại không liên quan? Nam nữ thiên thánh cùng đón Thất Tịch, chỉ là đang bày tỏ tâm ý. Cơ hội tốt như vậy không thể bỏ lỡ đâu. Thất Tịch hình như cũng rất thú vị. Được được. Hét cái gì chứ? Cũng đâu phải chưa từng gặp ta, có cần kinh ngạc tới vậy không? Hơn nữa, mở mắt ra nhìn thấy ta không phải nên vui mừng sao? Lần sau còn như vậy, ta sẽ xử theo quân pháp. Được, tới lúc đó, để người cha hoàng đế của huynh biết con trai bảo bối của ngài đang giấu nữ tử trong quân doanh. Chuyện này một đồn 10, 10 đồn trăm, truyền khắp thiên thánh, mọi người đều biết. Tới lúc đó phụ hoàng huynh vì thể diện, không thể không gả ta cho huynh. Bớt cái trò đó đi, nói đi, rốt cuộc cô muốn gì? Đi xem đèn lồng cùng ta đi. Đây là quân doanh. Cô tưởng đây là khách trạm, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Ta thì không cần mặt mũi gì, nhưng ta không thể vì chuyện này mà khiến phụ hoàng ta mất mặt. Nếu không, cô cho rằng quân doanh có thể giữ chân ta sao? Là tự ta không muốn ra ngoài. Nếu không, ta sớm đi tìm tiểu nhà đầu rồi. Nhưng hôm nay là Thất Tịch của thiên thánh, là ngày nam nữ cùng bày tỏ tâm nguyện, khó khăn lắm mới tới đây. Ta muốn đi xem thử. Được thôi, ta sẽ đưa lệnh bài cho cô. Cô tự đi đi. Ta đâu có quen ai, làm sao biết đường đi chứ? Ta tìm người đi cùng cô. Dạ Khinh Nhiễm. Vậy ta sẽ mặc đồ nữ nhi, đi dạo một vòng quanh doanh trại. Ta còn nói huynh bắt ta về, cưỡng đoạt dân nữ, còn bắt nạt ta. Dạ Khinh Nhiễm này từng bắt nạt người khác, cũng không sợ bị bôi đen hơn đâu. Cô đi đi. Huynh thật sự không đi sao? Được rồi, quần áo này ta mặc cũng dơ rồi, ta thay ra cũng được. Cô thực sự làm vậy à? Có đi không? Ta tới đây kiểm điểm, nếu ta ra ngoài chắc chắn bị phát hiện. Truyền tới tai phụ hoàng ta thì ta sẽ bị cấm túc luôn. Ta có cách mà. Ngươi xem, ta còn thiếu gì không? Còn thiếu một đám mây hồng. Tiểu thư giống như tiên nữ hạ phàm. Hôm nay tiểu thư chắc chắn sẽ là nữ tử xuất sắc nhất thiên thánh. Tất cả treo đèn lồng xung quanh phủ đi. Dạ. Huyền ca, chủ tử, người bên ngoài mừng Thất Tịch, tới người cũng muốn trang trí trong phủ sao? Tâm trạng chủ tử không vui, có khi thấy đèn lồng sẽ vui hơn chút. Đúng là đáng tiếc. Nghe Thái Liên nói quận chúa đi thả Tinh Duyên Đăng cùng Tam Điện Hạ rồi, vòng tới vòng lui lại để Tam Điện Hạ có cơ hội trước. Sau này đừng nói chuyện người khác sau lưng ta nữa. Tôi không nói chủ tử cũng nghĩ mà. Lẽ nào nếu thực sự không có gì làm, hãy theo thượng quan học tính sổ sách làm ăn đi. Đừng rảnh rỗi cả ngày nữa. Chắc là câu đố đèn lồng hôm nay sẽ bị Tam Điện Hạ giật mất, rồi tặng cho quận chúa. Đây là lần đầu tiên chủ tử bị người khác giành mất vị trí đầu. Ngươi lui xuống đi. Rõ.
Ngồi im, còn nhúc nhích là rối hết. Trang sức trên đầu bị lệch rồi, huynh biết không? Huynh đừng nhúc nhích, thật sự đẹp mà. Có biết ta đang nghĩ gì không? Nghĩ gì? Có phải rất bái phục ta không? Ta muốn đá cô về quân doanh, quất cho cô mười mấy rồi, sau đó đuổi cô về Nguyệt Kỳ. Đừng tức giận mà, giận là hư hết lớp trang điểm đó. Ta nói huynh nghe, huynh mặc cái này, đứng trước mặt người cha hoàng đế của huynh cũng không bị nhận ra đâu. Đừng đụng vào ta. Chính là thế này, lát nữa cứ như vậy nha. Tốt. Xin tránh đường. Nào tiểu thư, chúng ta đi tìm tiểu nha đầu đi. Được. Nguyệt Nhi, đông người quá, muội phải theo sát ta mới được. Nơi này là... đây là truyền thống của ngày thất tịch, cùng người mình thích treo dây đỏ lên cây thiên Phật, sẽ có thể kết nhân duyên, từ nay tâm đầu ý hợp. Chúng ta có duyên phận trời ban, dù phải chia xa cũng vẫn sẽ gặp lại. Nhanh lên, lề mề gì? Cho qua chút, cho qua chút. Đây chính là cây nhân duyên trong thức tịch của thiên thánh sao? Kinh nhiễm. Dạ tỷ tỷ, chúng ta cùng tìm dây đỏ treo lên được không? Đây là để cầu nhân duyên, cô tự treo đi. Vậy sao được chứ, sao có thể để ta treo một mình? Đây là lần đầu tiên nghe nói hai nữ tử cùng treo dây đỏ đó. Đúng vậy, ta mặc kệ, phải treo cùng ta. Trên đời đúng là có nhiều chuyện lạ mà. Buông ra. Hiệp Thiến, sao cô lại tới đây? Không phải cô ở tiểu nha đầu. Cô là ta. Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Không có gì. Đi thôi. Nào. Cảnh thái tử. Cảnh thái tử, ta có thể đem dây đỏ của mình buộc cùng dây đỏ của huynh không? Ta không có dây đỏ. Cảnh thái tử, là ý gì chứ? Nguyệt Nhi, trước đây mỗi lần tới nơi này muội đều rất vui, sao hôm nay lại im lặng vậy? Trước đây còn nhỏ, thấy cái gì cũng tò mò, có lẽ bây giờ lớn rồi. Nào, ta đưa muội tới một nơi. Đi thôi. Nguyệt Nhi, đây từng là chuyện năm nào chúng ta cũng làm, muội còn nhớ không? Không sao,
Quên rồi thì thôi, chỉ cần muội còn ở bên ta, chúng ta có thể tạo ra nhiều hồi ức mới. Nào Nguyệt Nhi, nhắm mắt lại đi, ước một điều, ước nguyện. Ta đã không biết mình còn nguyện vọng gì để ước nữa. Ví dụ như ước muội sớm hồi phục trí nhớ. Họ đang làm gì vậy? Họ hả? Đang vội đi xem đèn lồng. Đèn lồng này đẹp quá. Đây là đăng khôi. Đăng khôi? Ta chỉ từng nghe qua hoa khôi, không ngờ còn có đăng khôi nữa. Thất tịch mỗi năm đều có một chiếc đèn lồng treo cao nhất. Muốn thắng được chiếc đèn này phải đáp đúng 3 câu hỏi. Đèn này đẹp như vậy, chắc câu hỏi cũng khó lắm. Có gì khó đâu. Nếu muội muốn, ta sẽ giúp muội thắng được nó. Các vị, quy tắc năm nay rất đơn giản. Ai muốn đoạt đèn lồng đều có thể ra câu đố cho nhau. Ai đáp đúng câu thứ ba cũng là câu cuối cùng sẽ là người chiến thắng, sẽ là lôi chủ đêm nay, có thể mang đèn đăng khôi lưu linh may mắn nhất đêm nay đi. Các vị, ai ra đề trước? Để ta. Tất cả nghe kỹ đây, câu đố này của ta là: vẽ thì tròn, viết thì vuông, có nó thì ấm, không có thì lạnh. Đoán một chữ. Ta đoán đây là chữ Nhật. Ngọc Ngương. Không sai, chính là chữ Nhật trong mặt trời. Thiên kim tuần phủ đúng là không tầm thường. Đúng vậy, không chỉ xinh đẹp hơn người, tài hoa càng không thể xem thường. Vậy ta sẽ ra câu thứ hai. Lên thẳng mây xanh, cũng đoán một chữ. Chữ tự. Đây là chữ tự. Hay, hay lắm. Lợi hại quá. Ngọc Ngưng, ra đề hay lắm. Đây không phải nữ tử hống hách nổi tiếng Vân quận chúa sao? Quận chúa cấp dân phủ không biết chữ mà. Hôm nay làm sao vậy? Trả lời được câu đó của Tần tiểu thư. Huynh không thấy bên cạnh cô ta có một vị công tử sao? Chắc chắn sau lưng có cao nhân chỉ điểm rồi. Nói cũng phải. Tiểu thư trả lời đúng rồi. Tiếp theo sẽ là câu đố cuối cùng. Đăng khôi năm nay sẽ rơi vào tay ai? Sẽ có kết quả. Tiểu thư, mời ra đề. Câu đố do ta đưa ra, người trả lời không chỉ phải đúng đáp án, còn phải tới bên ta, chính miệng nói với ta, mới tính là chiến thắng. Mọi người nghe kỹ đây. Mục mục trên tâm, tiểu hòa thượng đầu trọc, cổ nhân làm thơ ngược, thê thảm khóc không ra. Bốn câu này tương ứng lần lượt bốn chữ. Tiểu hòa thượng đầu trọc,
Ta cho mọi người thời gian một nén hương. Nếu không giải ra, vậy câu đố này đành để sang kỳ tiếp theo. Câu này khó thật đó. Nếu có cảnh thái tử tài hoa xuất chúng ở đây mới có thể giải được, chứ còn gì nữa. Cảnh thái tử, ngài tới rồi. Cảnh thái tử tới rồi. Ngọc Ngưng, mục mục treo trên tâm là chữ tưởng, tiểu hòa thượng trọc đầu là chữ nhĩ, cổ nhân làm thơ ngược là chữ tố, thê thảm khóc không ra là chữ thê trong thê tử. Công tử trả lời đúng rồi. Hay, hay lắm. Nhưng mà vị tiểu thư này đã nói phải tới bên cạnh cô ấy đích thân nói ra mới xem như là thắng. Muốn muội làm vợ, bốn chữ này nói ra khó lắm sao? Được rồi, mọi người đừng làm khó cảnh thái tử nữa. Cảnh thái tử, chi bằng tặng đèn lồng cho vị cô nương này, mời cô ấy cùng xem pháo hoa thế nào? Ngọc Ngưng, Thiển Nguyệt, màn pháo hoa này ta tặng muội, một chút tuy ngắn ngủi nhưng với ta lại có thể sáng rực một đời. Dung cảnh, nếu mỗi năm huynh có thể tặng muội đăng khôi, phần đời còn lại ta cô độc cả đời, chỉ chờ một tia sáng. Huynh đi chậm thôi, ta sắp theo không kịp rồi. Cô đừng theo ta nữa, đúng là da như đĩa mà. Làm gì tức giận vậy, ăn một miếng đi. Ăn gì mà ăn, còn mặt mũi ăn sao? Đều tại cô. Hại ta nam không ra nam, nữ không ra nữ thế này. Còn suýt chút bị phát hiện, nếu để phụ hoàng ta biết được, mạng nhỏ này của ta xong rồi. Nếu nương tử không thích, ta giúp cô cởi bỏ y phục này là được. Cô xấu hổ gì chứ. Ta nói cô biết, sau này ta tin cô lần nữa, ta sẽ đoạn tuyệt với thiên hạ. Vậy hay lắm, ta đưa huynh trốn về Nguyệt Kỳ, chúng ta cùng bỏ trốn. Dù mặt trời mọc hướng Tây, cô cũng đừng hòng được như ý muốn. Nếu đã gặp nhau thì cùng đi xem thất tịch đi. Được. Thất tịch quả nhiên náo nhiệt vô cùng, là do hoàng ân bao la tạo phúc cho thiên thánh lê dân bá tánh mới được sinh sống thoải mái thế này.
Lễ thất tịch này vốn là ngày nữ nhân cầu xin trí hôn, sau đó trở thành ngày tình nhân gặp nhau và ngày tài tử giai nhân trong thiên hạ tình cờ gặp được nhau. Dung Ái Khanh, Khanh nghĩ thế nào? Thần cho rằng đây cũng là ngày tốt để thành cặp đôi. Đúng vậy, một ngày tốt biết bao. Già rồi, tận hưởng không nổi nữa. Cùng trẫm qua kia ngồi đi. Dạ. Ngồi đi. Ngọc Ngưng, muội biết không, lễ thất tịch náo nhiệt lắm. Phải rồi, bên kia có một quán điểm tâm rất ngon, ta đưa muội đi ăn thử nha. Không muốn đi. Cô đừng theo ta nữa. Ở ngay bên đó, người mặc đồ màu xanh khi nãy sao nhìn mặt quen quá vậy? Muội nói mới nhớ, đúng là nhìn quen thật. Đã từng gặp ở đâu rồi thì phải, nhưng mà không nhớ từng gặp qua ở đâu. Thiên Dật đi xa nhiều năm, thất tịch đầu tiên sau khi quay về, quả nhiên đi cùng Thiển Nguyệt nha đầu. Nhi thần hy vọng thất tịch mỗi năm đều có thể cùng đón với Nguyệt Nhi. Tốt. Nguyệt Nhi, đó là tiền trang hả? Đúng vậy, lần này tổn thất không ít rồi. Thời buổi này mà tiền trang cũng bị phát nổ, thật không biết bên trong chứa gì. Tiền trang ngoài ngân lượng còn có thể chứa gì? Không lẽ là kho đạn dược, trong đó toàn thuốc nổ sao? Nếu là kho đạn dược, đó là tội lớn. Liệu có phải có người cố ý hành thích? Nhi thần lo sợ, chắc là không ai dám làm loạn như vậy. Để bên đại lý tự tra cho ta, điều tra tự tiền trang bị nổ. Nhi thần lĩnh chỉ. Tôi đi gọi lão vương gia. Có chuyện gì vậy? Sao lại bị thương như vậy? Phố Lồng Đèn xảy ra vụ nổ, bệ hạ cũng ở đó. Con gái bảo bối của ta, con không sao chứ? Đúng là xui xẻo. Lần này ta lại trúng kế trong tay công chúa xấu xa như cô. Ai là công chúa xấu xa chứ? Nam Nhi Thiên Thánh thì phải già dẻ trắng trẻo, yểu điệu thướt tha chứ. Cô thôi đi. Trong hội hoa đăng lại xảy ra chuyện phát nổ, rốt cuộc do ai làm? Chỉ cần không phải chúng ta là được. Khi nãy huynh nói ai là công chúa xấu xa, nói cô đó, sao lại đẩy ta nữa chứ? Ta đánh luôn đó thì sao? Đánh không trúng, đánh không trúng, đánh không trúng chỉ gì? Công chúa xấu xa, cô là giỏi nhất, cô đẹp nhất. Nào, mặc vô đi, mặc vô đi, mặc vô. Huynh bỏ tay ra, ta không mặc. Dạ kinh nhiễm, mặc vào. Ta mặc không đẹp bằng huynh.
tên ma bệnh. Huynh không sao chứ? Quận chúa nên quan tâm thương tích của mình đi. Ta đã xem giúp cô rồi, chỉ bị thương ngoài da. Cô nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Huynh luôn bên cạnh ta sao? Quận chúa đã cứu ta, cũng xem như có ân tình với ta. Tại hạ cần phải hết lòng mới đúng. Ân tình? Nếu quận chúa đã tỉnh, tại hạ xin cáo từ. Đứng lại! Con người ta không thích người khác nợ ta, cũng không thích nợ người khác. Huynh từng cứu ta một mạng, bây giờ xem như một mạng đền một mạng. Chúng ta xem như huề nhau, từ nay không ai nợ ai. Như vậy cũng tốt. Nếu đã không ai nợ ai, chỉ bằng không gặp nhau nữa. Vụ nổ xảy ra quá nhanh. Hiện giờ bị thương nhiều người như vậy, e là không thể yên chuyện. Ban đầu tướng gia cam tâm mạo hiểm, tốn công kêu tôi giấu thuốc nổ, không phải vì kiếm cớ tạo thế sao? Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, nếu không nắm đúng thời cơ, sao có thể khiến bệ hạ nghi ngờ? Lần này suýt liên lụy tới bệ hạ. Nếu thực sự như vậy, đây chính là tội khi quân, cô hiểu không? Chúng ta đều biết tiền trang này là sản nghiệp bí mật của Tam hoàng tử Dạ Thiên Dật. Hắn thừa cơ tích trữ tiền bạc. Vụ nổ lần này xảy ra trước mắt hoàng thượng, khiến hắn tránh còn không kịp. Chỉ cần bệ hạ chịu điều tra, nhất định có thể phát hiện giả tâm xấu xa của Dạ Thiên Dật, chiến thắng trong nguy hiểm. Đâu phải lão phu không hiểu đạo lý này, nhưng cũng không thể nào kéo theo tính mạng của người khác. Đánh đổi mạng để thành công, lần này mạo hiểm, dù phải hy sinh tính mạng này, tôi cũng sẽ không chút do dự. Nếu không, tướng gia sẽ không hạ mình để nhờ tôi những chuyện này. Hiện chuyện này nắm chắc mấy phần? Dựa theo manh mối của tiền trang mà trước đó tướng gia nói với tôi đã điều tra được một số chứng cứ, còn lại phải xem tướng gia bẩm báo thế nào. Các chủ, lần này kinh thành nhộn nhịp đây, dặn dò các huynh đệ của Mặt Cát toàn bộ rút khỏi kinh thành. Chúng ta phải rời khỏi đây để người của Thiên Thánh đấu tới kẻ chết người sống. Rõ. Bệ hạ, ngoài mặt Tương Nhã Cư làm ăn hợp pháp, thực tế là một tiền trang bất chính. Lượng lớn tiền giả tuồn từ đây ra ngoài, chất lượng cực cao, e rằng không phải người bình thường. Thần thông quảng đại vậy sao? Một tay che trời âm thầm che giấu lâu như vậy. Thần tra được tiền trang này có rất nhiều tiệm nhỏ, thường do một người nam quản lý. Là ai? Kẻ này là người trong giang hồ, nhận tiền của người ta, bán mạng cho họ. Người trong giang hồ, một thế lực giang hồ cỏn con, sợ là không dám làm lớn chuyện như vậy. Tần tướng có ý gì khác sao? Di thần không dám. Chỉ là có người từng nhìn thấy Tam Điện Hạ ra vào Tương Nhã Cư. Tương Nhã Cư mở cửa làm ăn, ai cũng có thể tới. Từng đi tới không chứng minh được gì. Tra tiếp đi. Dạ. Gọi lão Tam tới cho trẫm. Dạ. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Vụ nổ lần trước trẫm kêu con điều tra thế nào rồi? Nhi thần vẫn đang điều tra, nhưng kẻ dám sắp đặt chuyện này đang ở trong thành, nhất định không thể coi thường. Còn có biết tiền trang đó là hang ổ chuyên làm tiền giả không?
Như thần thật sự không biết, Trẫm hiếm khi di phục xuất tuần. Cái biết hành tung của Trẫm cũng chỉ có vài người, nhưng lại cứ xảy ra vụ nổ vào lúc đó. Giật nhi, con nghĩ đi, kẻ muốn lấy mạng Trẫm liệu có phải người bên cạnh Trẫm không? Phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định điều tra rõ chuyện này, bắt bằng được tên hung thủ. Còn mới về Thiên Thánh, làm chuyện cần cực kỳ thận trọng. Trong triều nhìn thì sóng yên biển lặng, thật ra ngấm ngầm đấu đá. Đã hiểu chưa? Lùi xuống đi. Trẫm cũng mệt rồi. Dạ, nhi thần cáo lui. Vụ nổ lần này thật khiến tôi không cam tâm. Tại sao lại phát nổ? Lẽ nào do pháo hoa lễ thất tịch gây ra? Lâm Y đã xem xét qua rồi, bên trong có vết tích của thuốc nổ. Vụ nổ này là do có người cố ý gây ra. Điện hạ, với tình thế triều đình hiện nay, chúng ta cần hành sự cẩn trọng, tạm thời không được hành động lỗ mãng. Theo ý của tôi, chúng ta vẫn nên điều tra rõ kẻ đứng phía sau mới có thể dễ dàng hành sự. Chỉ sợ phụ hoàng đã nghi ngờ ta rồi. Điện hạ không cần lo, chắc chắn có người đặt điều trước mặt hoàng thượng. Chuyện của Tiền Trang vốn không liên quan chúng ta, chắc chắn không liên lụy điện hạ ngài đâu. Nói thì nói như vậy, nhưng khó khăn lắm phụ hoàng mới tin ta, mới cho ta giám quốc. Bây giờ trong lòng phụ hoàng một khi nghi ngờ, cũng không biết bị kẻ nào dòm ngó. Cướp Tiền Trang thì không nói, còn vô cớ khiến phụ hoàng nghi ngờ, đúng là kẻ thù khắp nơi. Không biết tiếp theo sẽ có động tĩnh gì. Điện hạ cho rằng là ai? Vương gia thấy sao? Điện hạ có từng nghĩ, khi chuyện này xảy ra, ai là người có lợi nhất không? Nhị ca không biết chuyện của Tiền Trang, chắc chắn không phải huynh ấy. Có thể hãm hại ta trước mặt phụ hoàng, lẽ nào là lão tứ lêu lỏng kia sao? Bề ngoài thế nào chỉ là cho người ta xem. Khi vụ nổ xảy ra, chỉ duy nhất tứ điện hạ không ở trong thành. Hơn nữa, dựa vào mình đang ở trong quân doanh mà phủi sạch mọi chuyện liên quan, cũng là người đó. Thuộc hạ thất trách, xin điện hạ xử phạt. Xảy ra chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Bẩm vương gia, trang sức của Tương Nhã Cư giữa đường đã bị cướp. Khi thuộc hạ dẫn người tới đó, toàn bộ đều đã bị diệt khẩu. Cái gì? Kẻ cướp là ai? Chắc là người của tứ điện hạ. Quả nhiên là hắn. Bình thường tỏ vẻ không màng thế sự, từ lâu bí mật bố trí nhiều như vậy. Tôi đã nói rồi, người không thể nhìn bề ngoài. Điện hạ, bây giờ đúng lúc có một cơ hội có thể khiến nghi ngờ của hoàng thượng chuyển sang phía tứ điện hạ. Phụ vương, người biết không, lần này chắc chắn không sai. Hấp tấp như vậy ra thể thống gì? Tam điện hạ,
Lần này tội danh Tứ Điện Hạ che giấu nữ tử trong quân doanh, nhất định không thoát khỏi. Phong tỏa toàn bộ lối ra, bất cứ ai cũng không được rời khỏi. Rõ. Tứ Điện Hạ đâu? Nhỏ tiếng thôi, Tứ Điện Hạ vẫn đang ngủ. Bổn vương đang hỏi người đó. Tam Điện Hạ, Thác Bạt công chúa. Ai vậy? Sao ồn ào vậy? Tam ca.